Ok, xin chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái kích điện xin chuẩn theo cái cách mà cực kỳ là mới. Cách này mình khẳng định với các bạn là chưa có bất kỳ một ai trên thế giới làm theo cái cách này giống như của mình. Đó. Cách này nó như thế nào thì các bạn hãy xem đến cuối video này để biết. Và nó rất là đơn giản thôi. Ok, thì bây giờ mình chuẩn bị ở đây một số cái biến áp lấy từ trong những cái thiết bị cũ hỏng các bạn này. Biến áp sắt. Có vài cái ở đây và mình sẽ chọn ra một cái để làm cho các bạn xem. Và trong clip này thì mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là cái cách làm của mình là hoàn toàn khả dụng và có thể thực hiện được. Thì mình đã chuẩn bị ở đây được một cái biến áp và các bạn biết đây nó là cái gì không ạ? Đây nó là cái mạch Bluetooth Class D chạy con TDA7492 các bạn nhé. Bluetooth 5.0. Đó. Và mình sẽ dùng cái mạch này để làm cái mạch dao động cho cái biến áp sắt kia. Rất là đơn giản thôi. Thì cái mạch này mình mua với giá là hơn 100.000 một tí ở trên linh kiện điện tử 3M. Thì liên kết mình sẽ để trong phần mô tả video. Anh em nào muốn mua cái này về để chế giống như mình cũng được, hoặc là nghe nhạc cũng ok. Mạch này có công suất là 30W cộng với 30W là 60W, chạy điện áp từ 12 đến 24V. Ok, thì trên cái biến áp này thì cứ phần nào á, cái dây đồng mà nó nhỏ hơn thì đó chính là quận điện áp cao. Sử dụng với điện áp 220 thì nó sẽ là điện nó sẽ là quận sơ cấp. Và sử dụng với inverter thì nó sẽ là quận thứ cấp, tức là quận đưa điện áp đầu ra. Ở đây mình sẽ nối quận sơ cấp vào với một đường ra loa của bo mạch Bluetooth 5.0 kia. Bo mạch Class D con nhé. Và cái những cái mạch này á thì các bạn nên dùng Class D. Class D thì nó sẽ cho ra cái hiệu suất nó cao hơn, ít tỏa nhiệt và độ bền cũng cao hơn Class AB. Đó, mình sẽ đấu vào như thế này các bạn nhé. Rồi, thì nguồn cấp cho nó mình sẽ dùng một cái bình ắc quy 12V. Đó, bật nguồn lên này. Các bạn sẽ thấy đèn báo nguồn màu đỏ sáng lên và đèn báo trạng thái Bluetooth cũng sáng lên. Đó. Rồi. Như vậy là Bluetooth đã sẵn sàng thì cái đèn xanh và đèn đỏ nó sẽ nhấp nháy như cái kia. Bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth vào với điện thoại. Các bạn dùng điện thoại gì cũng được. Hoặc là các bạn không có điện thoại thì dùng đầu máy phát nhạc và kết nối vào cổng AUX cũng được. Đây, tên thiết bị là Sidebang thì mình sẽ kết nối vào. Cái này các bạn có thể ứng dụng được ngay nha các bạn nhé. Nó rất là đơn giản. Đó, như vậy là Bluetooth đã kết nối xong. Thì cái đèn đỏ nó sẽ không nhấp nháy nữa. Đó. Đây. Các bạn chú ý là nó phải có cái biểu tượng tai nghe ở trên góc. Và cũng như là các bạn phải chuyển cái kết nối âm thanh sang cái thiết bị Sidebang thì nó mới hoạt động được. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đo cái điện áp sau khi nó đã kích lên. Đã bắt đầu ra quận thứ cấp của biến áp. Ở đây mình demo cho các bạn một cái quận biến áp nhỏ thôi, công suất nó sẽ nhỏ. Các bạn hoàn toàn có thể làm công suất lớn hơn để chạy quạt và tivi, đèn với biến áp to hơn và mạch công suất lớn hơn. Bây giờ thì các bạn hãy lên YouTube và các bạn tìm đến một cái video tựa đề là 50Hz, tức là 50Hz đấy các bạn ạ. Đó. Rồi, các bạn phát nó là xong. Nó đã kích được lên 220V. Đấy. Bây giờ là mình sẽ thay đổi cái âm lượng volume để cho các bạn thấy cái sự thay đổi của nó này. Các bạn nhìn ở trên đồng hồ vạn năng đo điện áp đầu ra các bạn nhá, mình đang để thang 250V. Đó, điện áp đang lên khá là cao các bạn ạ. Lên theo từng nhịp luôn.
Và điện áp đầu ra này chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Đó. Đây nó đã lên đến 200V rồi các bạn ạ. Chúng ta là các bạn dùng cái biến áp đầu ra 7V là hợp lý, nó lên được tầm 250V. Nhưng mà mình dùng cái biến áp là 12V nên là nó hơi thấp một chút. Ok, bây giờ mình sẽ thử trực tiếp với máy hiện sóng cho các bạn xem, để xem đầu ra nó có ra xin chuẩn hay không. Đó, chưa gì đã thấy xin chuẩn rồi các bạn ạ. Nhìn chung là cái xin này thì chúng các bạn không phải nghĩ, đảm bảo các bạn xin chuẩn đẹp đẹp, mịn nét, rõ nét, rõ ràng luôn. Đó, tần số chuẩn 50Hz. Tần số chuẩn 50Hz luôn. Không phải bàn cãi gì nữa. Đối với cái xin này, xin của các cái bo dao động kích điện này thì các bạn có thể nghi ngờ, nhưng mà đối với cái bo này thì các bạn không cần phải nghĩ. Xin là xin, chuẩn là chuẩn. Đó, xin đét đèn đẹp luôn, căng đét khét đèn luôn các bạn nhé. Mượt như gái 18 luôn các bạn ạ. Và hoàn toàn không có bất kỳ một nhiễu nào cả. Hoàn toàn tuyến tính 100%. Đó, không có nhiễu, không hề có nhiễu luôn. À, thì cái máy hiện sóng với cái đồng hồ vạn năng kia thì mình cũng sẽ để trong phần mô tả video nhé. Anh em nào muốn mua thì có thể truy cập vào đó. Thì kiểu là cái con máy hiện sóng cảm ứng này dùng nó tiện lắm, dùng thoải mái quá, màn hình 7 inch, cảm ứng full 100% và rất dễ sử dụng. Giá của nó khoảng 2 triệu 7 các bạn. Ở Việt Nam thì không có bán cái con này. Các bạn muốn mua thì phải mua từ Banggood. Thì bạn nào muốn mua thì mình cũng sẽ để liên kết ở đó. Bây giờ thì mình sẽ test bóng đèn cho các bạn xem. Mình dùng một con bóng đèn LED 15W của Linh Phi. Thì nhìn chung là cái biến áp này công suất các bạn nên giới hạn từ 15W trở xuống. Thì nó sẽ đảm bảo cái hoạt động. Khá tiện đúng không? Đơn giản. Bật tắt từ xa luôn các bạn ạ, bật tắt bằng điện thoại luôn. Rồi, thì cuối cùng thì mình sẽ test cho các bạn xem bằng cái sạc điện thoại. Thì ở đây mình dùng cái sạc Samsung Fast Charging này, để sạc trực tiếp cho cái iPhone mà mình đã dùng để test luôn. Đó, các bạn thấy là điện thoại đã báo sạc luôn các bạn này. Đấy, cục pin màu xanh mới có cái tia sét bên cạnh này là đang sạc. Mình không thoát được ra ngoài màn hình chính, bởi vì thoát ra là cái YouTube nó cũng dừng phát luôn. Thì tức là cái mạch này nó cũng sẽ dừng hoạt động luôn. Nên mình chỉ cho các bạn xem một cái icon bé trên màn hình thôi. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.